Xin chào cả nhà. Hôm nay là 28 tháng 4 năm 2023. Nay em nhận được một cái máy biến tần Victor 2.4 kW này của bác Bùi Đức Hà ở thành phố Thái Bình. Thành phố Thái Bình này, lỗi của nó là lỗi 09 nhé. Thì hôm nay tiện sửa thì bên em cũng chia sẻ với mọi người một chút về mấy cái con biến tần nhỏ nhỏ này. Thì các bác khi mua và sử dụng thì cần có một số cái lưu ý. Hiện tại thì cái dòng biến tần nhỏ này bên em sửa thì nhiều lắm. Nhưng mà lỗi chủ yếu của nó là lỗi 09. Lỗi 09 là lỗi chủ yếu. Lỗi 09, lỗi 52, 53, lỗi 01. Và có cả máy lỗi 55. Nhưng mà lỗi 09 là xuất hiện nhiều. Và nguyên nhân lỗi 09 thì nó cũng là rất đơn giản. Vì cái máy này của chúng ta ở đây thì đây em có tem của nó đây. Máy này là máy Victor SM2400, mẫu này là của bên công ty Solar Việt phân phối nhé. Hàng thì được bảo hành 1 năm nhưng mà sau bảo hành thì nó rất hay hỏng, trong quá trình bảo hành nó cũng hay bị lỗi. Bởi vì là công suất máy nó có 2400W thôi, thế nhưng mà mọi người dùng nó thường xuyên bị quá tải hoặc là dùng những cái tải đột xuất. Ví dụ như em giả sử như này, ví dụ như là tải toàn bộ của gia đình nhỏ đang chạy là khoảng 1000W. Thế nhưng mà tự dưng bật thêm cái máy bơm cá sấu 750W nữa là lập tức cái con này nó bị tèo ngay. Trong trường hợp là ắc quy nó khỏe thì nó sẽ không chết, nhưng mà trong trường hợp là ắc quy yếu hoặc là bình lithium đã gần hết điện thì nó ngắt bình lithium đột ngột, thì dẫn tới cái máy nó sẽ bị chết công suất và nó sẽ báo lỗi 09. Ở lỗi 09 thì sửa lỗi 09 thì thực ra là nó cũng không có gì khó khăn cả. Các trường hợp thông thường thì nó đều chết, có ở đây có tất cả 4 con phét này, 1 2 3 4 này. 4 con phét này là nó sẽ chết ở đây nhá. Này nó chết 4 con phét này, một trong 4 con phét này bị chết. Có trường hợp thì chết 2 con, có trường hợp chết 4 con, có trường hợp chết 3 con, có trường hợp chết 1 con. Nó tùy thuộc vào. Đấy. Thứ hai là cái dòng này thì cái miếng nhôm tản nhiệt của nó rất là nhỏ này. Đấy, nó chỉ có một tí này thôi. Khi mọi người chạy với công suất là khoảng 2000W, miếng nhôm này nó rất là nóng. Thế nhưng mà đặc tính của quạt là quạt hút ra, nó không như quạt của Lux Power là thổi vào. Nó hút ra thì nó hút bởi hai cái quạt này. Nó hút thì không thể tản nhiệt nhanh được. Đấy, nên dẫn tới trong quá trình mà miếng nhôm đang rất nóng và mọi người tăng thêm công suất, ví dụ như là thêm một cái máy bơm nước nó đè chẳng hạn. Đấy, hoặc cái điều hòa cơ là rất hay chết máy. Thế nên là khi mà bác nào dùng những cái con biến tần nhỏ này này thì chú ý là không sử dụng cho điều hòa cơ nhé, chỉ sử dụng cho điều hòa inverter, không sử dụng cho máy bơm nước 750W, chỉ sử dụng máy bơm nước loại 350W, 125W, 150W, 200W. Còn máy bơm nước 750 600W là không được dùng. Vì dùng nó cho cái con biến tần này nó rất là nhanh chết biến tần. Vì trong tải hỗn độn của gia đình thì nó có rất là nhiều thứ. Nên là khi mà dùng quá tải, máy nó đang chạy ví dụ đang chạy 700W mà bật thêm cái máy bơm mà ắc quy yếu một phát, không có năng lượng mặt trời là rất hay chết biến tần. Khi chết thì các bác cũng biết rồi, bình thường bên em sửa bệnh 09 là sẽ hết 1.2 triệu. Đấy, các lỗi lặt vặt khác thì rẻ rách thì cũng phải 700.000 cho một lỗi. Thế nên mà trong quá trình sửa thì không phải là các bác gửi tới bên em sửa ngay đâu. Bác này bác gửi tới hôm nay là ngày thứ 3 thôi, nhưng hôm nay mới đến sửa đến lượt của bác ấy. Lỗi 09 thì qua kiểm tra sơ bộ thì em thấy rằng ở đây nó chỉ có chết hai con diode này này, mấy con trở này bị tăng chỉ số này, mới chết hai con phét ở đây. Đo phét thì để sửa chữa thì mọi người nếu như am hiểu kỹ thuật nhé, thì các bác cứ mua sò bên em, mua đồ bên em về bên em cấp cho, thì các bác về có thể tự sửa được. Còn nếu mà không am hiểu kỹ thuật, không biết hàn, không biết hút linh kiện, không biết thay, không biết kiểm tra thì tốt nhất là gửi sửa cho đỡ tốn tiền nhé. Đúng là vì càng sửa nó càng nặng, làm không chuyên thì nó sẽ dẫn tới là tốn tiền. Đây như con này nó chết chập này. Đấy, đồng hồ thông luôn này. Đấy. Con này nó chết hai con phét nhá, chết hai con diode nhỏ này. Đấy, rồi là kể chết con điện trở này, nó bị tăng chỉ số này. Những cái con IC đen 8 chân này là IC quang, nó rất tỷ lệ chết nó rất là thấp. Chủ yếu là chết phét ở đây thôi. Khi thay phét là phải thay 4 con giống nhau và 4 con mới. Chứ nếu mà thay hai con bị hỏng, còn hai con không hỏng mà không thay thì nó chạy được một vài bữa nó lại chết tiếp. Đây. 4 con phét này bị chết. Đấy, bị chết mất 4 con phét ở đây. Còn nếu mà máy phổ thông là những cái dòng máy mà 3,5 kW, 3,6 kW, 4,2 kW hoặc 5,5 kW ấy, những cái máy đó thì nó rất là ít chết công suất.
những cái máy mà 2.4 này thì tỷ lệ chết rất là nhiều. Bởi vì mọi người lúc mua thì nó chỉ có hơn 5 triệu hoặc 6 triệu thôi. Nhưng mà về nhà dùng thì dùng thường hay dùng quá tải, nó rất hay chết. Bên em thì nói thật với các bác là nhiều việc, một số bác gửi tới là chưa có hàng trả đâu nhé. Đây cũng là có một con máy của bác nào gửi tới đây này. Đấy, Thuận An tỉnh Bình Dương này. Một con Sure này. Nhiều lắm. Đây kích điện này. Rồi kích xi-an bao hoặc là những cái máy này các bác cũng gửi tới sửa nhưng mà nó xếp vào đây. Đây cũng có một con này con gì đây? Con Saco. Con Saco này sửa dịch vụ sửa xong rồi. Đây hoặc có một con máy của bác nào nữa này. Nhiều máy lắm, bên em có 3 kỹ thuật làm nhưng mà làm mãi cũng không đủ. Rất là nhiều máy luôn. Đấy, bây giờ em sẽ mang vào sửa cái con 09 nhá. Sửa xong thì em sẽ quay cho mọi người xem. Hiện tại thì cái con sò gốc của máy nó đang chạy đây này. Máy chạy sò là IGVK40L65F. Đây con sò của bên em đây. Một túi luôn. Sò của bên em là IGVK60L65 nhé. Con này có công suất là 60A, còn con kia là công suất 40A. Thì cái con thay sau này nó vẫn là của hãng đấy thôi. Đấy, nhưng mà nó sẽ là đời công suất cao hơn, là công suất 60. Đấy, công suất 60 nó sẽ chịu dòng tốt hơn để hạn chế cái việc nó bị chết lại sau này. Đấy, đó là cái dòng bên em sẽ thay vào 40-60 nhé. 60L60-65F. Con sò này thì thực ra là nó chưa đến 100.000 một con đâu. Bác nào có nhu cầu thì alo thôi. 60L65. Ở biến tần bên em sửa thì đều có bảo hành nhé. Ở linh kiện thì nó cũng chỉ chiếm khoảng một nửa lon tiền chi phí sửa chữa thôi. Bởi vì nó còn liên quan tới chi phí bảo hành thì công. Tháo ra lắp vào một con biến tần, thay xong và test nó rất là mất thời gian. Thế nên các bác bảo là cứ sửa hết 900 với 1.2 triệu. Mà tại sao tiền sò chỉ hết một vài trăm? Nếu mà ai cũng làm được như thế thì bọn em lại thất nghiệp. Nó khó một cái như thế. Rồi, đó là về cái phần sò. Đây đang tiến hành lọc bỏ linh kiện chết và thay thế linh kiện mới vào. Sau khi xong thì em lại tiếp tục quay cho mọi người xem. Quá trình quay này thì thực ra là không có người quay phim. Thế nên là cứ làm đến đâu ta thỉnh thoảng lại quay một tí thôi. Các bác cứ thông cảm. Này, hiện tại thì phần linh kiện đã thay thế xong, mạch miếc thì cũng đã đánh sạch sẽ rồi đây. Đây thay hết một loạt những cái con nhỏ nhỏ này, thay mất 4 con phét này. Bây giờ là chỉ còn mỗi việc cắm điện thôi. Đây chân thì em cũng đã cắt ngắn rồi nhá. Đấy, mạch thì đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Và để vệ sinh mạch thì sử dụng xăng thôi, xăng A95 là được. A95 thì nước nó màu vàng vàng như này. Lấy xăng để đánh các cái mạch này, nó sẽ sạch hết cái phần nhựa thông với cái phần bẩn ở trên bo mạch. Bây giờ là còn một con tụ nữa chưa lắp này. Lắp lốt cái con tụ, đây là tụ lọc nguồn sóng sin AC nhá. Con này không lắp con này vào thì nó sẽ bị điện, nó sẽ bị nhấp nháy này. Đây hiện tại thì em đã sửa hoàn thành nó đây. Đang test đây, điện ra là 220V này. Máy đang hoạt động bình thường. Cái máy 2.4kW này nó có một cái nhược điểm là quạt nó bị quẩn nhé. Khi quạt nó bị quẩn ấy, thì là nó rất hay bị rỉ các cái phần này này. Đấy, tí nữa sửa xong thì bên em sẽ sơn lại mạch này. Sơn bằng cái sơn A100 đấy. Để bảo vệ các cái máy bo mạch này. Đấy, toàn bộ đây nó bị quạt quẩn, nó bắt đầu là nó đọng hơi ẩm vào, nó sẽ bị rỉ. Dẫn tới là nó dẫn hay bị cái lỗi gọi là điện áp ắc quy bị yếu. Đây, ví dụ như là xem nào, con này có bị không? Con này của nó xem nào. Ắc quy đang là 25.6V. Thì ở đây em đang cho là 24V. Con này ắc quy đang bị báo cao quá này. Cần phải chỉnh lại này. Đây, nó có bị bẩn lỗi ở cái phần này. Ắc quy nó bị cao quá. Có con thì điện áp ắc quy thấp quá, có con thì áp ắc quy lại cao. Đấy, cần phải chỉnh lại ở đây. Đấy, điện ra thì đã là 220V, ok rồi. Vậy thôi.
Nói chung là công việc đã tới đây là hoàn thành 90%, chỉ còn việc là vệ sinh lại bo mạch, sơn sửa và lắp nó vào trong máy là xong. Khi sửa cái này có vấn đề cần chú ý là cố gắng là các mọi người nên đeo găng tay, hoặc là bàn nó không được có cái đồ đạc gì chạm vào, nó rất dễ lổ. Và khi mà lắp máy, trước khi lắp cái vỉ này vào trong cái thùng của nó thì phải xả điện của nó đi nhá. Bởi vì đây nó có các cái con tụ tích điện này, nó tích điện rất là lâu. Đây là bốn con tụ tích điện đầu vào của điện 24V. Đây là tụ tụ lọc nguồn của MBBT và cũng là tụ lọc nguồn của cái sóng sin. Máy công suất thấp mà thứ hai là nó chi phí thấp nên là cái tụ này nó chỉ có một con thôi. Còn mọi người có thể nhìn thấy trong các máy dyer, máy lúc cao mà bên em đã từng tháo rồi ấy, thì nó có rất nhiều con tụ này, nó có tới hàng chục con hoặc 5 con mà công suất lớn. Máy công suất lớn thì tụ nhiều. Con này thì có một con tụ 470 microfarad 500V thôi. Một con duy nhất. Đấy. Nên là khi mà trong những cái trường hợp mà tải công suất lớn nó đè thì con tụ này nó hay bị sụt nguồn. Đó là về phần sửa chữa nhé. Hiện tại là máy tới đây là đã sửa tới 90% rồi. Còn việc sơn nữa thôi. Sau khi sơn xong và lắp vào mạch em sẽ tiếp tục quay cho các bác xem. Bây giờ hiện tại là 7:20. Em cũng đã hoàn thiện xong và lắp vào và đang test đây. Đây hiện tại là phần ắc quy đã chỉnh xong rồi nhé. Điện áp ắc quy là 24V này. Điện đang 24V, dòng là 12,6A. Điện ở đây, ắc quy là 11A, nó đang báo ắc quy là 11A. Công suất là 262W. 262W, đang nuôi một cái bóng điện đỏ trên đây. Đây, điện áp ắc quy đã chỉnh cho nó chuẩn luôn. 24V. Trên này cũng là 24V. Tần số 50Hz điện ra, 220V. Đây là phần điện ra. Tí nữa test lốt cái phần MBBT và test phần điện lưới nữa là hoàn thiện rồi. Thì hiện tại nhà em vẫn nhận sửa biến tần kích điện và sạc MBBT nhé. Các bác có nhu cầu sửa chữa thì cứ alo thôi. Liên lạc bên em theo số Zalo hiện trên màn hình. Sau đó bên em sẽ gửi địa chỉ để các bác gửi về sửa chữa. Mỗi một sản phẩm sửa chữa thì cái giá nó sẽ khác nhau một chút, nhưng mà bình quân thì nó sẽ rơi vào từ 500.000 cho tới hơn 1 triệu. Nó tùy loại bệnh. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.